Tại bò em trở lại video hôm nay kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay là ngày em về bò bò bê. Con bò bê anh chị. Bò bê rất đẹp luôn. Mời cô chú anh chị gần xa thì tất cả em xem tham khảo á. Anh chị thấy ưng ý cặp nào thì em cứ xe nhà ship tận nơi cho anh chị nha. Cặp cũng giao mà ba con cũng giao luôn anh chị đến tận nơi nhé. Em có xe nhà trực thuộc lúc nào cũng xe. Địa chỉ của trại em là lộ 19 gần ủy ban xã Nhận Phú Tân tỉnh Bến Tre. Anh chị có thời gian đến với trại xem, còn anh chị ở xa không điều kiện thời gian đến với trại, tại bò em qua Zalo cho anh chị xem biết. Thì em báo giá từng công khai từng con một để anh chị biết chiều cao của bò, để tháng tuổi của bò. Đó anh chị thấy ưng ý con nào thì em ship từng lại cho anh chị nhé. Về đâu bò rất là đẹp anh chị, lưng nách con nào lấy phè phè ha, bắt toàn bộ từ bò lớn cho tới bò nhỏ, toàn bộ là cổ rô anh chị. Cổ lô rô ha, lưng nách chẹp hè ha. Còn dai lép đứt nhọn là em không đem đi chạy ha. Còn bò em đem đi chạy là bò dòng 1 anh chị. F2 dòng 2 là không đem về, cái loại bò nó có thở lắm em. Với bao bê kem, bao kem, bò lỡ rất là đông luôn. Rồi bò chuẩn bị xuống trại. Ngày mai tiếp tục đi xem. Trống lúc trống đi. Bò bự đem trống đi. Yeah.
Yeah.